Nối tiếp series Rimuru về thế giới hiện đại, trong video trước đó, chúng ta cũng đã biết được rằng sau khi Ri trở về từ thế giới của thần linh thì cậu đã trở lại cuộc sống thường ngày của một vị chủ tịch, bận rộn với giấy tờ và làm việc tại Tempest. Tuy nhiên, trong thời gian nghỉ ngơi giải lao đó thì đất nước Tenrura đã gặp phải vấn đề vô cùng nguy hiểm khi chính đất nước Ri cũng như mọi người đang bị một binh đoàn từ vũ trụ xâm lược tấn công. Binh đoàn này nắm giữ sức mạnh của rất là nhiều hành tinh cũng như bọn chúng có cho mình một binh đoàn vũ khí hiện đại. Đối mặt với tình thế nguy hiểm đó, Rimuru cùng với các thuộc hạ cũng như những ma vương khác sẽ làm thế nào để có thể đối đầu với đội quân xâm lược thì mọi người hãy cùng mình xem trong video tập 2 của ngày hôm nay nhé. Đứng đối diện với đội quân xâm lược chính là Rimuru, bát tinh ma vương, thập nhị thủ hộ vương cũng như là ba chân long, tất cả đã bắt đầu tấn công. Cái tên cầm đầu Anron kia, hắn ta là một vua của đất nước Axitot, đó là một hành tinh chuyên về ma pháp cũng như là ma thuật. Ở đất nước đó có nguồn năng lượng dồi dào từ mọi thứ xung quanh môi trường, từ cây cỏ, hoa lá, sông suối. Một thế giới mà bất cứ thứ gì cũng có nhận thức và năng lượng riêng. Bọn họ sử dụng ma thuật biến tất cả mọi thứ xung quanh đều có linh hồn và có thể cử động. Chính vì ở đất nước đó nên những người được sinh ra ở đây từ khi còn rất nhỏ, bọn họ đã có một dấu ấn ma pháp bên trong con người. Dấu ấn đó sẽ tượng trưng cho sức mạnh ma thuật của bọn họ sau này. Và người cai quản đất nước đó chính là Hanbatsu. Nói chính xác hơn, đó chính là cha của Anron. Ông ta là một vị vua tốt bụng. Ông ta được sinh ra từ một cây cổ thụ ở giữa trung tâm của biển, rừng và mặt đất, ở một nơi giúp ông ta hấp thụ mọi thứ tinh hoa của đất trời. Chính vì thế, khi sinh ra, ông ta đã có 9 nguyên tố ma pháp, bao gồm hỏa, thủy, khí, thổ, mộc, kim, quang, bóng tối và sét. Kể từ đó, ông ta bắt đầu thống trị các hành tinh của mình, làm vua và biến mọi thứ trên thế giới này trở nên đẹp đẽ theo ý thích của mình. Nhưng cho đến một thời gian sau, ông ta đã cưới một người vợ và người vợ đó lại là con gái của quỷ vương. Ông ta và người vợ đó đã sinh ra một đứa con trai có tên là Anron. Từ khi đứa bé được sinh ra, nó đã sở hữu đến 12 nguyên tố, bao gồm hỏa, thủy, khí, thổ, mộc, kim, quang, bóng tối, sét, âm thanh, trọng lực, tâm trí. Đúng thế, phải nói rằng đây là một đứa con có sức mạnh gần như là tuyệt đối ở thế giới đó. Tưởng chừng như đó là một điều vui mừng, nhưng không, vì ông ta là một người được sinh ra từ đất trời, nên việc cưới sinh với tộc của yêu quỷ là một điều vi phạm quy tắc của thế giới đó. Chính vì thế mà ông ta đã mắc phải một lời nguyền, chính là đứa con mà ông ta sinh ra sẽ có tính cách trái ngược với người cha của mình, tà độc, thâm hiểm, độc ác. Một thời gian sau khi lớn lên, tên Anron, hắn ta bắt đầu cảm thấy người cha của mình quá mềm yếu, cũng như thế giới mà ông ta tạo ra quá vô vị. Hắn đã giết chết chính cha mẹ của mình để đoạt ngôi và lên nắm quyền cai quản thế giới. Hắn tự xưng mình là vua và cai trị mọi thứ bằng sức mạnh của mình. Hắn cảm thấy bản thân của mình từ khi được sinh ra đã có sức mạnh. Hắn suy nghĩ rằng mình đã được chọn để trở thành người thống trị thế giới. Nhưng một thời gian sau, hắn cảm thấy làm vua một thế giới là chưa đủ. Chính vì thế mà hắn đã bắt đầu đi qua nhiều thế giới khác, giết chóc, xâm chiếm và chiếm đoạt rất nhiều những thứ vũ khí, thuộc hạ, cũng như sức mạnh của từng thế giới, cũng như là lõi của từng hành tinh mà hắn xâm lược để bổ sung cho ước mơ thống trị của mình. Đó là quá khứ của cái tên xâm lược đất nước của Rimuru. Và ngay hiện tại, với cuộc chiến, hắn bắt đầu ra lệnh cho toàn bắt đầu tấn công. Phía bên của Rimuru, bọn họ đang cực kỳ phẫn nộ khi mà đất nước của mình bị xâm lược. Các ma vương bắt đầu xông trận. Velzado đã cùng với Gai tạo ra một cơn bão tuyết khổng lồ, đóng băng hàng loạt chiến thuyền cũng như là phi thuyền. Velgrin thì bộc ra khí tức, chỉ cần cô đi tới đâu là những con thuyền sẽ bị thiêu rụi tới đó. Veldora thì đúng là một quy bùa chúa. Anh ta xông pha vào từng chiến thuyền, xử lý hết mọi tên trong đó và điều khiển những con tàu tấn công ngược lại bọn xâm lược để nhập vai vào cuốn manga chiến tranh mình đã từng đọc. Đối với đống sắt vụn này, quân số đông chỉ được số lượng, nhưng còn chất lượng thì bọn họ không phải là đối thủ của những ma vương ở nơi này. Trong lúc cảm thấy nguy hiểm, tên Anron bắt đầu cảm thấy không ổn. Hắn ta bắt đầu ra hiệu lệnh cho 100 chiến hạm mạnh nhất xuất trận. Hắn đưa sức mạnh của một vài lõi hành tinh vào những tia năng lượng vào các chiến hạm. Và rồi, trên 100 chiến hạm đó đã bọc ra một khẩu đại pháo khổng lồ, chuẩn bị tấn công vào các ma vương. Trong lúc đấy, Rimuru đã nhờ Ciel tính toán và đã biết được chính xác vị trí của tên Anron. Rimuru lên tiếng nói với tất cả mọi người: "Mọi người, hãy giúp tôi xử lý đám chiến hạm cũng như phi thuyền này nhé. Tôi đã tìm thấy được tên cầm đầu rồi. Đích thân tôi sẽ xử lý và giết hắn." Nói xong, một số người như Milim, Ferrora cũng như các thuộc hạ là Diablo, Zegion và Benimaru cũng muốn đi theo cùng Rimuru. Rimuru biết rằng theo số liệu phân tích thì tên Anron đó không hề tầm thường. Khi hắn đã nói rằng hắn đã xâm chiếm đến 499 hành tinh thì chắc chắn hắn ta đang nắm giữ lõi sức mạnh của 499 hành tinh đó, cũng như hắn còn chưa tung ra sức mạnh thật sự của mình. Trong lúc đó, Ciel đã tính toán và đưa ra đề nghị rằng Rimuru hãy dẫn theo hai người, đó chính là Veldora và Velgrin, vì hai người này hiện tại có thể giúp được Rimuru khi cả hai đều có mối liên kết với Ri. Chính vì thế, Mari đã lên tiếng: "Velgrin, Veldora, hai người hãy đi cùng với tôi để giúp tôi đánh bại tên Anron nhé." "Velgrin, giúp tôi được chứ?" Velgrin trả lời: "Đi với cậu ư? Giúp cậu à? Được, thôi được, tôi sẽ giúp cậu lần này, nhưng đừng hòng có lần sau đấy." Sau khi nói xong, Velgrin đã đưa cho Gai cầm thanh kiếm Rura trên tay của mình, vì cô không muốn thanh kiếm Rura bị hư hỏng cũng như bị bất kỳ một nguy hiểm nào cả.
Rimuru còn lên tiếng nói với các thuộc hạ cũng như mọi người rằng ở bên hành tinh đang bị quân xâm lược tấn công, nên bọn họ hãy nhanh chóng tiêu diệt đội quân chiến hạm này và nhanh chóng trở về. Ngay sau đó, Ri, Verura và Velgrin đã dịch chuyển đi đến chỗ của tên Anron, còn với các chiến hạm và các phi thuyền. Vì hiện tại, tất cả khi nghe biết rằng nơi ở của mình đang bị xâm lược bởi một đội quân khác, nên bọn họ biết rằng tất cả không có thời gian để mà chơi bời nữa. Bọn họ giao trọng trách đánh bại tên cầm đầu cho Rimuru cũng như là Verura và Velgrin. Phía bên kia, 100 chiến hạm khổng lồ đã xuất hiện cùng với tất cả những chiến thuyền, đã đồng loạt bắn ra những tia laser, vô vàn những tia laser đã kết hợp lại thành một tia laser tổng hợp bắn vào hướng của nhóm Gai và các ma vương. Nhóm của Gai, bọn họ khi thấy luồng sức mạnh đó cũng đã tập hợp mana của mình lại và bọn họ cùng đồng loạt kết hợp tổng hợp sức mạnh của các ma vương lại để đối đầu với tia năng lượng của những chiến hạm đó. Đòn tấn công tổng hợp của 18 ma vương, một chân long và một chân anh hùng được bắn ra. Đối đầu với vô vàn những phi thuyền và chiến hạm, hai tia năng lượng khác nhau va chạm vào nhau làm cho mọi thứ xung quanh vũ trụ đảo lộn. Nhưng luồng sức mạnh của đòn tấn công của các ma vương bắn ra mạnh hơn nên đã áp đảo tia năng lượng laser đó. Không những thế, tia năng lượng của các ma vương không dừng lại, nó tiếp tục càn quét tất cả những chiến hạm cũng như phi thuyền có mặt trong cái vũ trụ này. Trong chớp mắt, một tiếng nổ kinh hoàng trên cái vũ trụ, những chiến hạm cũng như là phi thuyền đã bị tan tành theo mây khói. Sau khi tiêu diệt hết những chiến hạm và phi thuyền, các ma vương đã cùng nhau tạo ra một kết giới tối thượng để bảo vệ hành tinh Tensura cũng như những hành tinh gần đó cũng như quay trở về nơi ở của mình. Vì sau khi tung ra đòn tấn công, tất cả cần phải có thời gian để hồi phục lại năng lượng khi vừa mới tung ra một đòn tổng tấn công. Bọn họ mong rằng Rimuru, Verura và Velgrin sẽ giành chiến thắng. Trong lúc cuộc chiến trên vũ trụ giữa các ma vương đang diễn ra, thì ở bên trong hành tinh Tensura thì cuộc xâm lược cũng đã bắt đầu đi đến cao trào khi mà rất là nhiều những quân xâm lược đang tràn vào từng nơi của hành tinh này. Ở Tempest, đội quân trấn giữ quân xâm lược, đội phòng thủ là đội quân dưới trướng của Gerudo, trên không là đội quân dưới trướng của Gabiru. Vì hiện tại thủ lĩnh của bọn họ đang chiến đấu trên vũ trụ nên quyền kiểm soát quân sự đã được chuyển nhượng lại cho Hakuro và Soe. Bởi vì quân số xâm lược quá đông nên đội quân của Carrion cũng như là Frey cũng đã đến chi viện cho đội quân của Tempest, đội quân của Abiru, đội quân 6 hiệp sĩ dưới trướng của Leon, đội quân Titan của Dark Reel, đội quân của Gai dưới sự dẫn dắt của Misery và Hilary, tất cả đã bắt đầu nghênh chiến. Bên phía của Ri, sau khi nhờ Seo phân tích thì cuối cùng Ri đã cảm nhận được chính xác vị trí mà ảo ảnh của tên Anron phát ra. Chính xác là sau rất là nhiều chiến hạm mới bị tiêu diệt thì còn có một phi thuyền nữa đang ở đây rất là xa cuộc chiến, và chiếc phi thuyền đó chính là nơi tên Anron thật đang ẩn náu. Khi đến nơi, Velgrin vì không kìm được cơn tức giận nên cô đã tung ra đòn nhiệt tức tấn công và phá hủy chiếc phi thuyền. Khi chiếc phi thuyền nổ ra thì một kẻ lạ mặt đã xuất hiện. Hắn ta đã cho hai thuộc hạ của mình đi xâm nhập vào hành tinh của Ri, và ngay hiện tại hắn đang đối mặt với ba người, chính là Rimuru, Verura và Velgrin. Ri quát lớn, cuối cùng ta cũng đã tìm được ngươi rồi, chính ngươi là kẻ cầm đầu bọn chúng tấn công bọn ta đúng không? Chưa kịp để hắn trả lời thì Ri đã ngay tức khắc thu hồi lại Verura và Velgrin vào bên trong mình. Tiếp theo đó, cậu chém ra một đường kiếm khí bám vào hắn, rồi sau đó chạy thật nhanh để dụ dỗ hắn ta đến một nơi khác cách xa hành tinh của mình. Thấy Ri tấn công và chạy đi, dù cho hắn biết Ri đang cố dụ dỗ mình nhưng hắn cũng đã làm theo. Không phải là hắn không biết Ri đang làm gì, hắn đi theo là vì tên Anron, hắn ta rất có hứng thú với Ri cũng như hắn tin tưởng vào sức mạnh tuyệt đối của mình. Sau một lúc di chuyển, cả hai đã đi đến một hư không cách hành tinh rất là xa. Khi đến nơi, tên Anron lên tiếng, này, ta cảm nhận được ngươi rất mạnh, ngươi có muốn trở thành cấp dưới của ta và cùng ta đi chinh phục sức mạnh, cùng ta đi chinh phục các thế giới không? Ri quát lớn, ta không cần mấy thứ đó, ta không cần biết ngươi làm hại đến thế giới nào, nhưng ngươi dám làm hại đến thế giới của ta, ngươi còn làm hại đến thần dân của ta, thì hôm nay ta nhất định sẽ phải tiêu diệt ngươi ngay tại nơi này. Ri rút thanh kiếm cấp thần của mình ra, cậu chém một đường kiếm khí lao đến tấn công tên Anron. Nhưng điều kỳ lạ thay, đường kiếm khí vừa mới kịp đến gần hắn thì bỗng dưng đã biến mất. Xung quanh hắn đã được bao bọc bởi một kết giới có màu 7 sắc cầu vồng. Thấy điều kỳ lạ, Ri đã lên tiếng hỏi Seo. Này Seo, cái kết giới sặc sỡ đó là kết giới thế nào? Tại sao đường kiếm của ta lại biến mất khi đến gần chứ? Rốt cuộc chuyện này là sao? Seo lên tiếng trả lời. Thưa chủ nhân, lớp lá chắn của tên Anron được tạo ra từ lõi của một hành tinh. Chính vì thế mà đòn tấn công của ngài không thể xuyên thủng được kết giới đó ạ. Thế đòn tấn công không thể làm được gì mình. Hắn là lấy ra một cây rìu sáng lấp lánh và rồi chỉ vào hướng của Ri. Người cũng chỉ có như thế thôi à? Đừng để ta thất vọng chứ. Để ta cho người thấy kiếm khí như thế nào mới gọi là kiếm khí nhé. Hắn tụ một nguồn năng lượng khổng lồ vào trong thanh rìu, rồi sau đó chém vào Ri. Chỉ với một đòn tấn công mà bỗng nhiên Seo đã cấp báo. Thưa chủ nhân, xin hãy né tránh ngay lập tức. Tuy nhiên đòn tấn công nó quá nhanh, cậu không kịp tránh né nên đã lấy thanh kiếm cấp thần của mình ra đỡ. Và rồi thanh kiếm đã bị phá nát bởi đường kiếm khí của hắn. Cái gì? Hắn ta phá hủy thanh kiếm cấp thần của mình ư? Đó là sức mạnh của lõi của từng hành tinh ư? Bởi vì hắn đang nắm giữ những lõi sức mạnh của rất là nhiều hành tinh, nên Ri biết rằng bản thân mình phải đánh nghiêm túc cũng như phải bộc lộ phát ra sức mạnh của mình.
Thế rồi cậu đã gọi Verona. Và rồi ngay tức khắc, bạo phong chi kiếm đã xuất hiện. Ri tung ra nhát chém từ bạo phong chi kiếm. Đòn tấn công làm tên Anron hoảng hốt khi bỗng dừng nhát kiếm khi đó lại có thể phá vỡ được lớp giao cản của mình. Hắn quát lớn, không thể nào, không thể nào, từ trước đến giờ chưa từng có kẻ nào có thể phá vỡ được lớp giao cản của ta. Ta đã phá vỡ thanh kiếm của ngươi rồi cơ mà. Còn thanh kiếm đó, nó là thanh kiếm gì? Mà tại sao ta lại cảm nhận được nguồn sức mạnh to lớn từ nó? Nhưng không sao, ta càng ngày càng khoái ngươi rồi đấy. Để xem ngươi đã được đòn tấn công này của ta không. Kích hoạt luyện ngục trảm. Hắn cầm trên tay cây rìu bảy sắc màu quán lên và chém ra một đòn sóng năng lượng nóng như dung nham bay về phía của Rimuru. Nhưng Ri lại không có một ý định nào tránh né đòn tấn công này cả. Ri nói lớn, Xiao, đã rõ, kích hoạt Beelzebub, cách ly phần phân tử năng lượng gây hại, hoàn tất, đang phân tích hoàn tất, nhận được kỹ năng luyện ngục trảm, tiến hành quá trình tiến hóa luyện ngục trảm thành luyện ngục thần trảm, tiến hóa hoàn tất. Thưa chủ nhân, ngài có muốn kích hoạt đòn tấn công luyện ngục thần trảm không? Ri không ngờ rằng Xiao lại hấp thụ một đòn tấn công có sức công phá hủy diệt đến như vậy, lại còn có thể tiến hóa cho nó lên một cấp độ mới còn mạnh hơn. Ngay lập tức, Ri đã sử dụng chính đòn tấn công của hắn để đáp trả lại chính hắn. Ri nói lớn, hãy đỡ lại chính đòn tấn công của ngươi đi, luyện ngục thần trảm. Một sóng năng lượng bắn ngược lại tên Anron. Khi thấy đòn tấn công của mình bị phản ngược lại cũng như nó có phần mạnh hơn so với ban đầu, hắn ta càng ngày càng hứng thú với Ri nhiều hơn. Hắn mỉm cười và giơ lên thanh diều của hắn, và rồi bỗng dưng thanh diều đó phát sáng và chém tan sóng năng lượng đó ra thành trăm mảnh. Tên Anron cười lớn, kha 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 kha, có vẻ như ngươi có thể sao chép được các kỹ năng của người khác nhỉ. Nhưng ngươi làm gì cũng vô dụng trước cây diều này của ta thôi. Ngươi có biết gì không, ta đã đưa vào rất là nhiều lõi sức mạnh của các hành tinh vào trong cây diều này, nó còn kết hợp với ma thuật của ta, thế nên nó mới có màu bảy sắc như thế đấy. Đây chính là vũ khí mạnh nhất. Đúng, nó là vũ khí tối thượng mà ta đã kỳ công tạo ra nó. Và giờ đây nó sẽ giết chết ngươi. Khi ta giết chết ngươi, ta sẽ tiêu diệt luôn cả hành tinh của ngươi, tiêu diệt hết tất cả mọi thứ ở đó, và lõi của hành tinh ngươi ta sẽ ưu tiên cho vào trong cây diều của ta. Ngươi thấy ta có ưu đãi cho ngươi không nào? Ri sau khi nghe hắn nói xong, cả cậu và Velgrin bỗng dưng lên cơn phẫn nộ khi hắn lại nói đến muốn tiêu diệt hành tinh của mình. Ri quát lớn, tên khốn như ngươi, ngươi vì sức mạnh mà đã giết hại biết bao nhiêu mạng sống, bao nhiêu con người, ta không thể tha thứ. Còn với Velgrin, khi nghe tên Anron nói xong, cô đã tự đề nghị hợp tác cũng như biến thành thanh kiếm cho Rimuru, làm cho Ri cảm thấy ngạc nhiên. Cô chắc chứ, Velgrin? Velgrin đáp trả, chỉ cần cậu giết được hắn thì ta sẽ chấp nhận biến thành thanh kiếm cho cậu. Ri nhìn quyết tâm của Velgrin, rồi sau đó cậu nhanh chóng nhờ Xiao biến Velgrin thành lõi để trở thành thanh kiếm cho mình. Và rồi trong chớp mắt, Ri bộc phát ra một luồng khí tức kinh hoàng, một ánh sáng màu đỏ chói hiện lên, hình ảnh của một con rồng màu đỏ xuất hiện. Khi hình ảnh đó biến mất thì một thanh kiếm đỏ rực với sức nóng kinh hoàng đã xuất hiện. Thanh kiếm đó mang lõi của chính Velgrin, nó được gọi là trước nhiệt chi kiếm. Hai tay Ri cầm hai thanh kiếm, một thanh là bạo phong chi kiếm, một thanh là trước nhiệt chi kiếm, để đối đầu với thanh diều mang lõi của các hành tinh. Tên Anron, hắn ta đã tạo ra một vòng xoáy ma thuật được kết hợp với rất là nhiều nguyên tố khác nhau tấn công vào Ri. Nhìn thấy đòn tấn công đang hướng về phía của mình, Ri cầm trên tay thanh trước nhiệt chi kiếm chém đòn tấn công đó ra thành hai hướng. Chưa dừng lại ở đó, tên Anron cầm thanh diều lên, hắn chém vào hư không và tạo ra một dùng chấn đến đáng sợ kết hợp với trọng lực nhằm đè bẹp Ri. Nhưng đòn tấn công đó đã bị song kiếm chi vương của Ri chém bay đi. Ri vì để điều khiển cùng một lúc hai thanh chi kiếm có lõi của chân long nên Ri đã tiêu tốn rất là nhiều năng lượng. Nhưng vì có băng hoại hư vô nên hiện tại điều đó với Ri đã không còn quan trọng nữa. Chưa dừng lại ở đó, Ri đã nhờ Xiao kích hoạt kỹ năng tối thượng hỏa thần cũng như tăng tốc độ cơ thể của mình theo cấp số nhân. Ri tung ra song kiếm tối thượng chém vào hắn. Đòn tấn công từ hai thanh chi kiếm đã làm hắn ta bị trọng thương nghiêm trọng. Lớp giáp có lõi của hành tinh đã bị phá tan ra từng mảnh và tên Anron đã bị văng ra xa. Lần đầu tiên hắn ta cảm thấy đau đớn, lần đầu tiên hắn ta bị một kẻ nào đó đẩy lùi đã làm cho tên Anron phát điên lên. Hắn quát lớn, cái tên khốn như ngươi, ngươi làm ta đau đấy, ta đã khinh thường ngươi quá rồi, để ta cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta là như thế nào. Khi nói xong, bỗng dưng trong người hắn xuất hiện ra hơn 50 lõi ánh sáng. Chính xác là hắn ta đã sử dụng 100 lõi vào trong thanh diều cũng như một số lõi để tạo lá chắn. Và ngay giờ đây hắn ta lấy ra 50 lõi của hành tinh nữa để kết hợp với hình dạng chiến đấu của hắn. Anron nói lớn, hãy đến đây đi, chiến giáp Kaiser. Năng lượng tỏa ra bao bọc lấy Anron, và trên người hắn ngay lập tức xuất hiện một bộ giáp màu đen. Cây diều cũng đã biến thành một cây diều đen khổng lồ. Hắn quát lớn, hãy chịu chết đi, ta sẽ cho ngươi thấy sức mạnh thật sự của ta. Nói xong hắn ta lao về phía của Ri. Cả hai đánh tay đôi với nhau. Vì bộ giáp của hắn được kết hợp bởi lõi của 50 hành tinh nên Ri không thể nào có thể xuyên thủng qua được lớp giáp đó. Không những thế, cây diều của hắn quá mạnh khi được kết hợp với 100 lõi của hành tinh. Chính vì thế mà Ri đã phải sử dụng đến hai kỹ năng tối thượng, chính là hỏa thần và thần băng giá. Cả hai tiếp tục lao vào trao đổi chiêu thức. Cây diều kết hợp với 100 lõi hành tinh của hắn quá mạnh, nó còn tỏa ra những tia năng lượng làm chuyển động không gian, làm cho Ri có một chút bị đẩy lùi, cũng như không tài nào có thể phá vỡ được lớp giáp của hắn. Cả hai cứ thế đấm rồi đá, ma pháp rồi đánh tay đôi.
nhưng Ri nhờ có Ciel nên cậu đã phát hiện ra sơ hở quán. Trong lúc hắn để lộ ra sơ hở, thì Ri đã nhanh chóng tụ mana vào thanh trước nhiệt chi kiếm của mình để tạo ra một ngọn lửa năng lượng đốt cháy không gian đâm xuyên qua bộ giáp của hắn ta. Thanh kiếm từ từ xuyên thủng qua lớp giáp đó khiến hắn bị thương, nhưng trong chốc lát bộ giáp đã tự động hồi phục lại. Ri hoảng hốt, sao cơ, bộ giáp có thể tự hồi phục ư? Ciel cấp báo, thưa chủ nhân, bộ giáp của hắn đang được kết hợp với 50 lõi của hành tinh, nên bây giờ đây muốn xử lý bộ giáp đó cần phải tung ra một đòn tấn công mạnh hơn nó mới có thể phá vỡ ạ. Cả hai tiếp tục lao vào trao đổi chiêu thức với nhau. Còn lúc này ở Tempest, các thủ hạ của Ri một số vì đã không thể kiên nhẫn khi bọn họ quá lo lắng cho chủ nhân của mình nên một người đã quay trở lại và bắt đầu tìm kiếm để hỗ trợ cho Rimuru. Các thuộc hạ cũng như Ri sẽ xử lý tên Anon này như thế nào thì mọi người hãy cùng mình hóng chờ trong những video tiếp theo của mình nhé. Video hôm nay của mình đến đây là kết thúc. Nếu mọi người thấy video của mình hay thì để lại cho mình một like, một comment và một subscribe, và nhớ nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của mình nhé.